Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. Sawadee. Xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Thời sự Tân Di Dân Toàn Cầu. Tôi là Kim Thanh. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đài Loan phê duyệt gói bảo hiểm y tế đầu tiên dành cho lao động di trú bị nhiễm COVID-19. Người nước ngoài cư trú họ Pháp nhưng chưa có thẻ bảo hiểm y tế vẫn có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19. Thị trưởng thành phố Tân Bắc và di dân mới quay video tuyên truyền 3 chính sách vui sống, vui làm việc, vui học tập. Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Hoa dành cho sinh viên nước ngoài năm 2021. Đài Loan phê duyệt gói bảo hiểm y tế đầu tiên dành cho lao động di trú bị nhiễm COVID-19. Nhằm phối hợp với chuyên án cho phép lao động di trú nhập cảnh của Bộ Lao động. Ngày 16 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính Đài Loan đã phê duyệt bộ hồ sơ đầu tiên về bảo hiểm y tế dành cho lao động di trú nằm viện điều trị COVID-19 của Công ty Bảo hiểm Tài chính Phú Bang. Trước khi lao động di trú nhập cảnh, thì chủ sử dụng phải xin đóng bảo hiểm. Nếu trong vòng 30 ngày sau khi nhập cảnh, lao động di trú được xác nhận nhiễm COVID-19 và được đưa vào danh sách các trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài nhập cảnh vào Đài Loan, thì sẽ nhận được số tiền bảo hiểm là 500.000 Đài tệ. Người nước ngoài cư trú họ Pháp nhưng chưa có thẻ bảo hiểm y tế vẫn có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19. Cục Y tế thành phố Đài Bắc đưa ra nhắc nhở rằng những người nước ngoài cư trú họ Pháp tại Đài Loan nhưng chưa đủ điều kiện để đóng bảo hiểm y tế, chỉ cần chuẩn bị hộ chiếu còn hiệu lực bản gốc và bản sao, nộp đơn tại trạm phục vụ của Sở Di dân tại các địa phương để xin cấp mã số cư trú UI number là có thể được hưởng quyền tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, cũng có thể đăng ký tiêm chủng qua website đăng ký lịch hẹn tiêm chủng vaccine 1922 hoặc vào hệ thống đăng ký khám chữa bệnh của các bệnh viện để đặt lịch hẹn tiêm chủng. Thị trưởng thành phố Tân Bắc và di dân mới quay video tuyên truyền 3 chính sách vui sống, vui làm việc, vui học tập. Hiện tại, số lượng di dân mới của thành phố Tân Bắc đã lên tới hơn 110.000 người, đứng đầu toàn Đài Loan. Chính vì vậy, chính quyền thành phố đã triển khai 3 chính sách quan trọng là vui sống, vui làm việc, vui học tập, dành cho lao động di trú, di dân mới và con em của di dân mới. Từ đó, kiến tạo viễn cảnh trong 10 năm tới cho một thành phố Tân Bắc quốc tế cuộc sống hạnh phúc. Di dân mới cùng với thị trưởng thành phố Tân Bắc, ông Hầu Vũ Nghi đã quay phim ngắn tuyên truyền để tạo bầu không khí hạnh phúc của thành phố đa văn hóa. Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Hoa dành cho sinh viên nước ngoài năm 2021. Cuộc thi hùng biện tiếng Hoa dành cho sinh viên nước ngoài năm 2021 do nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn thuộc Bộ Văn hóa đứng ra tổ chức. Cuộc thi có sự tham gia của 33 sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Nhật Bản, Anh, Úc, Peru, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan, Hàn Quốc, Nam Phi và Cộng hòa Séc. Sau khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức đã công bố danh sách các thí sinh đoạt giải và trao bằng khen cùng tiền thưởng. Giải quán quân thuộc về sinh viên Bách An Đạt đến từ Mỹ với bài diễn thuyết mang tên Suy ngẫm về một bài